Thưa quý vị và các bạn, nhằm tăng cường hợp tác, thúc đẩy quan hệ đối tác công tư để cùng vượt qua khó khăn, đón đầu cơ hội trên tinh thần đồng hành, gắn bó, chia sẻ, cùng chiến thắng và phát triển. Thời gian qua, tỉnh Cao Bằng đã có nhiều giải pháp nhằm kết nối, hỗ trợ, đồng hành gỡ khó cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, phát triển. Trong đó, việc tổ chức gặp mặt đối thoại giữa người đứng đầu Ủy ban Nhân dân tỉnh với các doanh nghiệp hợp tác xã là một trong những hoạt động được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên, hiệu quả, thể hiện tinh thần đổi mới, cầu thị, đồng hành của cả chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các sở ngành, địa phương chủ động thực hiện những vấn đề cốt yếu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương với phương châm hành động, kỷ cương, trách nhiệm, chủ động, kịp thời, bứt phá, sáng tạo, hiệu quả, bền vững. Tiếp tục triển khai các chỉ thị, nghị quyết, 3 chương trình trọng tâm, 3 nội dung đột phá của tỉnh ủy. Do đó, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh phục hồi tích cực. Tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước. Cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực kinh tế phát triển ổn định, một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng có mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Những kết quả đó có phần đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 19 tháng 8 năm 2024, toàn tỉnh Cao Bằng có 2.070 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 24.893 tỷ đồng. Trong đó, số doanh nghiệp đang hoạt động là 1.325 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 18.051 tỷ đồng, có 434 hợp tác xã, 3.664 xã viên. Tổng số vốn điều lệ 969.671 triệu đồng. Trong đó, số hợp tác xã đang hoạt động là 300 hợp tác xã. Đội ngũ doanh nghiệp hợp tác xã có mặt ở hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, luôn phát huy tốt tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết vượt qua khó khăn, thử thách và không ngừng lớn mạnh, phát triển cả về số lượng, chất lượng, quy mô sản xuất, góp phần giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động, đóng góp ngân sách nhà nước và thực hiện các chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng luôn quan tâm đánh giá cao vai trò của đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và thực hiện nhất quán chủ trương của tỉnh là chính quyền đồng hành, gắn bó, chia sẻ cùng cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã. Trong thời gian qua, tỉnh đã nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, thống nhất trong các cấp, các ngành, tạo động lực tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình số 09 CTRTU ngày 11 tháng 11 năm 2021 của tỉnh ủy về xây dựng và đổi mới cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, ban hành một số chính sách ưu đãi đầu tư và một số cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phát triển hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao phẩm chất, đạo đức công vụ, nhất là với đội ngũ cán bộ công chức trực tiếp làm việc với doanh nghiệp. Phát huy hiệu quả trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, xã theo cơ chế một cửa liên thông, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Thường xuyên chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp nhằm giảm bớt những chồng chéo, phiền hà, sách nhiễu, tạo các điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển toàn diện, đạt hiệu quả cao nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo đó, kết quả xếp hạng các chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2023 tăng so với năm 2022. Đặc biệt, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI tăng cao, tăng 25 bậc so với năm 2022. Đối với chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, từ năm 2023, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam không tiến hành công bố điểm số tổng hợp và xếp hạng của nhóm tỉnh thành phố ngoài nhóm 30 tỉnh thành phố đứng đầu. Căn cứ điểm số thành phần của các tỉnh thành và phương thức tính toán điểm số tổng hợp cho thấy thứ hạng chỉ số PCI năm 2023 của tỉnh Cao Bằng đã tăng 2 bậc so với năm 2022. Tuy nhiên, vẫn xếp hạng thấp so với cả nước, 61 trên 63 tỉnh thành. Đánh giá nhìn nhận một cách khách quan, chỉ số PCI, chỉ số đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp đối với chính quyền về xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi và chất lượng điều hành kinh tế cho việc phát triển doanh nghiệp tư nhân, cho thấy cảm nhận của doanh nghiệp và hoạt động của chính quyền là chưa hoàn toàn hài lòng.
Trên tinh thần tiếp thu, cầu thị, thẳng thắn, trách nhiệm, mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh với các doanh nghiệp hợp tác xã lần thứ nhất năm 2024, với sự tham gia của gần 60 doanh nghiệp hợp tác xã. Qua đó trực tiếp lắng nghe tâm tư, chia sẻ cũng như nguyện vọng đề xuất kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp nhanh chóng vượt qua khó khăn trước mắt, hướng đến các mục tiêu phát triển lâu dài, bền vững. Tại hội nghị đã có 12 ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp hợp tác xã nêu những khó khăn vướng mắc về các lĩnh vực liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh như tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư còn chậm tiến độ, khó khăn trong vấn đề xây dựng các tiêu chí hợp tác xã kiểu mới. Nhiều doanh nghiệp hợp tác xã mới thành lập khó khăn trong việc tiếp cận những thông tin, văn bản của chính quyền, khó khăn trong việc quảng bá sản phẩm đặc sản của địa phương. Doanh nghiệp hợp tác xã thiếu nguồn vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh. Nợ động đầu tư công gây khó khăn trong việc quay vòng vốn của doanh nghiệp hợp tác xã, khan hiếm vật liệu xây dựng trên địa bàn và giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh còn thấp hơn các tỉnh lân cận cùng khu vực. Tỉnh cần có bảng giá đất hàng năm để doanh nghiệp nắm được và đóng thuế đầy đủ. Nhanh chóng giải phóng mặt bằng, hoàn thiện quyết toán các dự án cho doanh nghiệp. Tại hội nghị ngày hôm nay, tôi xin được kính đề nghị Ủy ban Nhân tỉnh, Ủy ban Nhân thành phố, Sở Tài nguyên Môi trường trả lời cho công ty chúng tôi được biết là khu đất hiện tại chúng tôi đang thuê tại số 05 đường Hoàng Như, phường Lập Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng có phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Ủy ban Nhân tỉnh và thành phố tại thời điểm hiện tại hay không? Nếu không phù hợp thì hướng giải quyết xử lý của Ủy ban Nhân tỉnh và thành phố đối với hoạt động của doanh nghiệp của chúng tôi như thế nào? Còn nếu nó phù hợp với quy hoạch về sử dụng đất thì đề nghị Ủy ban Nhân tỉnh ra thời hạn sử dụng đất cho chúng tôi theo thời hạn như hợp đồng đã ký là đến năm 2046. Ở đây những cái quyết định mà cho thuê đất hàng năm mà gia hạn hàng năm thì nó gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, nhưng vì thời gian hội nghị có ngắn, tôi xin phép không trình bày những cái khó khăn của mình ở đây. Chúng tôi muốn là đề nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh, tức là bây giờ nó đã khó khăn vướng mắc thì hai bên cùng tháo gỡ, chứ không cứ đổ hết lên doanh nghiệp thì chúng tôi rất là khó khăn. Bởi vì báo cáo đồng chí là khi mà được mời gọi đầu tư và cái cam kết ra mặt bằng sạch ấy, thì chúng tôi ghi vào trong cái quyển đầu tư, báo cáo đầu tư của dự án ấy, để cấp chủ trương đầu tư là chúng tôi không đưa cái chi phí giải phóng mặt bằng, bởi vì đã được cam kết là ra mặt bằng sạch. Và trong cái nội dung đó thì tập đoàn TH chịu trách nhiệm, tức là ứng trước 500 triệu đồng trên HA, và Ủy ban Nhân dân tỉnh có trách nhiệm hoàn trả cái kinh phí mà tập đoàn TH ứng trước giải phóng mặt bằng sau 5 năm kể từ khi dự án đi vào hoạt động. Báo cáo đồng chí cái này lỗi sai là cả hai bên chứ không phải chỉ doanh nghiệp, cho nên chúng tôi mong muốn ở đây, tức là đề nghị với tỉnh, tức là chúng ta cùng tháo gỡ phối hợp hỗ trợ cho doanh nghiệp, thì chúng tôi sẽ cam kết là chúng tôi sẽ hoàn trả, tức là trong cái 500 triệu trên HA 31 tỷ, hơn 31 tỷ đấy, thì trong cái tháng 8 này chúng tôi đang làm thủ tục với ngân hàng, thì chúng tôi sẽ lấy còn cái số còn lại thì cũng đề nghị tỉnh xem xét và có thể cho chúng tôi lùi thời gian. Thế cho nên là chúng tôi thấy là đề nghị như vậy. Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, cầu thị, lắng nghe chia sẻ những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp hợp tác xã, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành địa phương tiếp thu ghi nhận các ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp hợp tác xã liên quan đến các lĩnh vực xây dựng cơ bản, đất đai, tài nguyên môi trường, hạ tầng giao thông, nông nghiệp, công tác giải phóng mặt bằng. Đặc biệt là việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã thu hút đầu tư, phát huy đổi mới phương pháp tiếp cận, khắc phục, giảm phiền hà về công tác thanh tra, kiểm toán, làm rõ những điều kiện cần để doanh nghiệp hợp tác xã có thể vay vốn, những quy định của pháp luật về việc thu thuế và những khoản thuế được miễn hoặc giảm và phát sinh trong quá trình hoạt động, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, thuận lợi, góp phần thu hút đầu tư chiến lược vào các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh. Những doanh nghiệp đang hoạt động ở trên địa bàn Cao Bằng thì vướng mắc về cái cơ chế chính sách thì cũng khá là nhiều, nhất là lĩnh vực tiếp cận đất đai để đầu tư những cái loại hình như du lịch, nông nghiệp. Cộng đồng doanh nghiệp Cao Bằng cũng rất ghi nhận về cái thiện chí, sự cầu thị của chính quyền sở tại, và chúng tôi rất là kỳ vọng sẽ có những thay đổi và những vướng mắc cơ bản, những vướng mắc của các doanh nghiệp kiến nghị đề xuất và những vướng mắc sẽ được tháo gỡ trong cái thời gian tới. Cái cần thay đổi nhất để làm sao mà nâng cao cái chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong cái thời gian tới thì tôi nghĩ là phải có sự đồng lòng và nhất là cái sự quyết liệt của người đứng đầu
thì cái môi trường Cao Bằng sẽ được cải thiện trong thời gian tới. Cái tiềm năng thu hút đầu tư của Cao Bằng thì dư địa gần rất là lớn. Như lúc nãy tôi đã chia sẻ về cái mảng du lịch và nông nghiệp và kinh tế mậu biên, xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới. Thì trong ba cái lĩnh vực này thì còn rất nhiều dư địa. Khi mà cái tuyến đường cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh khơi thông thì tôi nghĩ là Cao Bằng sẽ bùng nổ. Và bên cạnh đó thì về cái cải thiện thể chế và môi trường đầu tư kinh doanh của Cao Bằng được chú trọng hơn thì sẽ thu hút được rất nhiều nhà đầu tư đến với Cao Bằng. Trong thời gian ngắn, với những vấn đề cần trao đổi, đối thoại khá rộng để giải quyết triệt để những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, đòi hỏi các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt, cùng chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã, tích cực phối hợp để cùng doanh nghiệp tháo gỡ, giải quyết dứt điểm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo ra một môi trường đầu tư kinh doanh thực sự thông thoáng, cởi mở, công khai, minh bạch, tạo ra khí thế mới, động lực mới và cơ hội thuận lợi để doanh nghiệp hợp tác xã phát triển, ngày càng khẳng định vai trò, vị thế và có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thời gian tới, với những giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, thiết thực. Các cơ quan quản lý là nhà nước phải tập trung vào cái nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện tất cả các chỉ số, kể cả chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, cấp huyện, tạo mọi cái điều kiện thuận lợi nhất, thông thoáng nhất, công khai nhất, minh bạch nhất để doanh nghiệp và hợp tác xã tiếp cận với tất cả các cơ chế chính sách. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, chấn chỉnh lại hết. Sở Kế hoạch Đầu tư, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tới nay phải phổ biến thông tin đến các doanh nghiệp cũng như các hợp tác xã liên quan đến định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt là cái quy hoạch của tỉnh thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt. Các doanh nghiệp phải căn cứ, các hợp tác xã phải căn cứ vào cái quy hoạch đó để chúng ta có thể khởi nghiệp rồi đầu tư vào những lĩnh vực nào nó có hiệu quả, vừa đúng chủ trương, đúng định hướng, phù hợp với cái yêu cầu phát triển cũng như là tiềm năng lợi thế của địa phương. Trong cái quá trình tổ chức triển khai thực hiện, huy động cả hệ thống chính trị và làm tốt công tác tuyên truyền vận động trước thông tin về dự án, động viên tinh thần người dân, trong đó có việc kết hợp giải quyết những chính sách tốt nhất cho người dân. Bên cạnh đó, cấp ủy chính quyền tỉnh cũng mong muốn các doanh nghiệp hợp tác xã tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, chủ động đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, năng lực, sức cạnh tranh, đầu tư hơn nữa cho công nghệ, đổi mới và sáng tạo để tìm ra cơ hội trong bối cảnh còn nhiều thách thức hiện nay. Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tìm hiểu nắm vững và thượng tôn pháp luật và chấp hành tốt mọi cái quy định trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là những cái nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước. Rồi tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong nền kinh tế để có những đóng góp tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội. Chúng tôi mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, hợp xã thực sự là trung tâm, là chủ thể trong phục hồi phát triển kinh tế của tỉnh, cả hiện tại và lâu dài, thường xuyên hiến kế với tỉnh nhiều cái nội dung về cơ chế chính sách, về cách làm, để làm thế nào chúng ta có thể tạo ra một cái môi trường đầu tư thật tốt nhất, tạo một cái điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và người dân tiếp tục có những cái đóng góp và có những cái phát triển, đóng góp cho sự nghiệp phát triển của địa phương. Còn đối với hiệp hội doanh nghiệp và liên minh hợp tác xã cũng như là các hội thì tôi đề nghị là tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm và cầu nối đại diện tiếng nói cho hội viên của mình là các doanh nghiệp và các hợp tác xã. Các hoạt động gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp là dịp để lãnh đạo tỉnh trực tiếp lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của doanh nghiệp, cũng là cơ hội để các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về cơ hội tiềm năng của tỉnh, hiểu rõ quan điểm, chủ trương và quyết tâm của tỉnh trong việc phát huy vai trò, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh. Từ đó tích cực tham gia hiến kế cho tỉnh những giải pháp mới mang tính tạo đột phá, phát triển trên các lĩnh vực để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chuyên mục Cao Bằng tiềm năng và phát triển đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.